Rồi em xin chào quý anh chị cô bác nha. Đó thì về số giờ em bón cho ngày mai đó. Ngày mai là ngày 14 tháng 3. Ở Đại Quảng Trị 2024. Rồi hồi nãy mình mắc bón mấy cái chân gò nha quý vị. Trái dừa cho nên bây giờ mình mới quay lại tiếp tục Đại Quảng Trị. Thứ năm ngày 14 tháng 3. Rồi, Quang Bình với Quang Trị nha quý vị. Rồi, em sẽ quay cho anh chị mình xem để anh chị mình coi số nha. Để anh chị mình ghé mua nha. Số 15 này Quang Bình nè. 30 tờ. Đó, 33. Quang Bình luôn. Thì em coi nè, 1 số 0, 2 số 0 nè. Qua. Qua, 2 số 0. Rồi, vậy 2 series 2 số mấy quý vị. 2 số thôi, hôm nay em xin lỗi. Nãy em tưởng 3 số mà 2 số thôi, thấy nó dài dài. Thấy nó dài lắm. Đại Quang Bình nó là tại số dài nha anh chị. 5 7 3 3 15 98 70 63 68 77 86 95 49 79 12 21 30 54 90. Nếu mình mua dây số mình có điều kiện mình mậu làm nuôi nam tờ nha, ví dụ như ta chia ra nam tờ để cho có người đi bón đó, lại là nó 20 tờ 30 tờ, nhưng mà ta chia ra cho có người đi bón đó quý vị, người ta có nhiều số ta đi nha đó, cho nên để ta đi bón nó nhiều số gì để người ta tìm số đó. Nhưng mình mua thì mình mậu là mua 5 tờ hay mình mua 3 tờ luôn rồi chát. 5 tờ đây nó có 2 số 3 số khác nhau, số 7 số 7 số 6 này thấy không, số 5 thấy không. Như vậy như bữa bà xã em mua là nó đặt cái con đây rất là uổng, nếu mà đặt con đây không nói gì rồi, nam trúng năm đây được 6 triệu nó làm số 6 thấy không. Này rất là tiếc, hôm bữa rất là tiếc nha quý vị, Đại Quang Ngãi nha đó, về rồi đó. Còn số 25 đó. Rồi 72 81 17 08. Còn đang lớn này, 32 đang lớn. Đang lớn. Rồi 97 26 35 44 29 số đó anh. Rồi. Sau 3 số cũng đẹp này, số 3 ngày mai này. 23 nè. 14 nè, 05 nè, 41 nè, 56 nè. Đó. Rồi em quay cái đây sang rồi em hòn nhanh luôn. Em hòn chỗ đó nữa nha anh chị. Làm đủ thứ, bón dừa rồi, bón chân gà để đi núi nướng rồi, làm xa tát rồi ăn. Rồi. Hòn chỗ đó xe xe luôn. Đó. Bón dừa. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị nha. Có gì anh chị ghé chỗ em đậu 12 thôn Bình, xã Tân Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, đối diện sân vào quốc lộ 24B gần cái doa, đông doa ngay sân bóng nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha.